Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình đập phá cái đầu tiên nhá. Sonic Dash, let's go. Đây là một tựa game ra đời khá là lâu rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn đang rất nhiều bạn trẻ thích chơi tựa game này. Và đây cũng là một tựa game rất là hay. Rất là quái luôn. Oh my gosh. Rồi, wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Johnny Trigger. Let's go. Các bạn phải tính toán làm sao để cứu cả con tim nữa nhá. Nếu không cứu được con tim thì các bạn sẽ phải trở lại. Let's go. lên tiếp nào. Wow. Tiếp tục. Let's go. Đấy, các bạn có thể mua súng hoặc là gì đó tùy các bạn. Còn mình sẽ mua sau. Đợi tiền nhiều hơn nữa, sau đó thì mình sẽ mua khẩu ngon hơn, khẩu mạnh hơn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Sonic Boom 2. Vì 180 rất là đắt. Wow. Let's go. Mình vẫn chọn anh chàng màu đỏ này. Yeah, let's go. Rồi bây giờ mình sẽ đổi nhân vật khác, Solid. Oh my gosh, wow. Rồi rất là khó luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic Runner. Let's go. Khá là nhanh, các bạn phải nhìn thật nhanh và các bạn ấn vào, nếu không thì dễ các bạn sẽ bị rơi xuống ngay. Wow, nhanh thật. Oh my god. Oh my god. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic Rushing. Wow, quả vừa rồi rất là nhanh. Ba vé ba. Let's go. nè, đổ về đi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Panampro. Xài rất là nhiều bom luôn, sợ thật. Ok, thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Solid 4. Let's go. Thử anh trai đi. Ok, let's go. Mình là anh Trang người máy. Mình mới là level 1 thôi. Đây là level 5 rồi. 3, 3, 5 và 1. Ok, let's go. Wow, mình không ăn gì đâu. Oh my gosh, rất là khô. Đều vào lòng, công nhận chạy nhanh thôi, không tài nào được kịp được. Ok, về thứ hai không? Wow, của anh chàng nữa mãi chưa thấy về. Rồi ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic Jump. Let's go. Cái hộp kia là hộp gì? Yeah. Wow, chết rồi. Oh my god, may thật. Cái này có nhảy mãi không? Hay là đến một cái cửa nào đó nhất định? Ok, thằng đấy nào. Cách chơi cái game này rất đơn giản thôi, các bạn cứ nhảy xung quanh từng bậc một. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.